Kiều Quý và Thiên Phước kính chào quý vị khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động. Chương trình phát sóng mỗi ngày, chia sẻ những thông tin mới, thiết thực, hữu ích về tình hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp của quý bà con nông dân trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Trong khung giờ quen thuộc tối nay ngày 1 tháng 5 2019, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Lâm Đồng có khoảng 70 hợp tác xã hoạt động dịch vụ nông nghiệp, bao tiêu 70 loại rau củ quả, tổng sản lượng hơn 60.000 tấn mỗi năm. Hồ tiêu đang rớt giá khiến các nông hộ sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Nông dân trúng rau màu giữa mùa hạn. Chuyên mục con số hôm nay, ngành nông nghiệp hướng đến mục tiêu gia tăng giá trị xuất khẩu các sản phẩm từ gia cầm. Chuyên mục chuyện nhà nông, huyện Di Linh hình thành một số vùng chăn nuôi bò sữa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thưa quý vị và bà con, những thông tin cập nhật về tình hình sản xuất của tỉnh Lâm Đồng sẽ mở đầu cho chương trình 365 ngày chuyển động tối nay. Quý vị và bà con thân mến, Lâm Đồng hiện có 225 hợp tác xã nông nghiệp, tăng 183 hợp tác xã so với năm 2003. Thời điểm thực hiện nghị quyết 13, hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Toàn tỉnh hiện có hơn 7.000 thành viên tham gia hợp tác xã nông nghiệp, tăng hơn 2.000 thành viên so với năm 2003, với tổng vốn điều lệ khoảng 344 tỷ đồng. Các hợp tác xã đã trở thành chỗ dựa tin cậy cho các thành viên đẩy mạnh sản xuất, đặc biệt là trong hoạt động đầu ra. Hiện có khoảng 70 hợp tác xã hoạt động dịch vụ nông nghiệp bao tiêu 70 loại rau, củ quả thông qua cửa hàng rau sạch, siêu thị trong cả nước với tổng sản lượng tiêu thụ hơn 60.000 tấn mỗi năm. Nhờ vậy, đã góp phần ổn định sản xuất và giá cả, cũng như nâng cao sức cạnh tranh cho các mặt hàng nông sản Lâm Đồng. Quý vị và bà con thân mến, hiện nay trên địa bàn Lâm Đồng có 3.800 hectare trên 4.021 hectare diện tích trồng hoa ứng dụng công nghệ cao, chiếm tới gần 95%. Trong đó thì gần 2.000 hectare diện tích canh tác trong nhà kính, gần 3.600 hectare tưới tự động nhỏ giọt, 31,3 hectare ứng dụng công nghệ sinh học như sử dụng thiên địch, nhện bắt mồi Hipro, khoảng hơn 56 hectare sử dụng công nghệ cảm biến tự động để đo nhiệt độ, độ ẩm, CO2, cường độ ánh sáng. Đồng thời, các diện tích sản xuất hoa Lâm Đồng còn ứng dụng công nghệ màng bao phủ nhà kính bằng plastic 3-5 lớp, có tác dụng chống tia UV, khuếch tán ánh sáng, chống bám bụi và độ bền cao, ứng dụng nhiều loại phân bón thế hệ mới, hợp với hệ thống tưới trong canh tác hoa công nghệ cao, đã giảm nhân công lao động, hiện đại hóa khâu sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Ngoài ra, công nghệ phân loại, bảo quản sản phẩm, đóng gói hoa từ Nhật Bản, công nghệ ướp hoa tươi cũng được áp dụng để bảo quản sản phẩm, nâng cao giá trị và tuổi thọ của hoa Đà Lạt. Liên quan đến tình hình giá cả thị trường sản xuất, thưa quý bà con, nông dân Lâm Đồng đang bước vào thu hoạch tiêu chính vụ. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, giá hồ tiêu ở Tây Nguyên nói chung, trên địa bàn tỉnh nói riêng đang rớt giá, khiến các nông hộ sản xuất kinh doanh hồ tiêu gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, giá tiêu hiện tại chỉ từ 43 đến 46.000 đồng một ký. Theo bà con, đây cũng là giá thấp nhất trong những năm trở lại đây. Trong khi đó, giá vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công lao động lại tăng cao khiến cho các hộ nông dân hạn chế đầu tư, chăm sóc. Do vậy, năng suất cũng có phần giảm nhẹ. Nếu giá tiêu cứ như thế này thì người dân không có lãi, may ra chỉ huề vốn. Theo các nhà chuyên môn, một trong những nguyên nhân làm cho giá hồ tiêu giảm giá mạnh là do các nông hộ đầu tư mở rộng diện tích hồ tiêu một cách ồ ạt, không theo quy định kế hoạch, làm cho nguồn cung dồi dào, trong khi đó nhu cầu không tăng. Thưa quý bà con, hiện nay địa phương tiếp tục khuyến cáo các nông hộ không mở rộng diện tích mà chỉ đầu tư thâm canh diện tích hiện có, đồng thời áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất hồ tiêu bền vững để nâng cao năng suất cây trồng, giảm bớt rủi ro. Xin được chuyển sang những thông tin đáng quan tâm tại nhiều địa phương khác. Quý bà con thân mến, Nghĩa Hành được xem là một vựa trái cây của tỉnh Quảng Ngãi với rất nhiều những sản phẩm nổi tiếng vì độ tươi ngon, an toàn, màu sắc bắt mắt, trong đó có loại mận đỏ không hạt. Và năm nay, mận lại được mùa, được giá, đem lại khoản thu nhập cao cho nhiều hộ gia đình. Cây mận hơn chục năm tuổi trước nhà chị Dung trên tuyến tỉnh lộ 624B, đoạn qua địa bàn xã Hành Thiện Dung, mùa này chi chít trái. Mận vừa hái xuống khỏi cây đã có người mua với giá 20.000 đồng một ký, được mùa, được giá. Chị Dung dự tính thu về gần 6 triệu đồng trên cây mận mà không cần tốn nhiều công sức. Năm ngoái là chừng 2 tạ đến 2 tạ rưỡi. Còn năm nay phải là 3 tạ đến 3 tạ rưỡi. Mình bón là mình bón trước nhà thôi, tại vì là khách bà con qua lại khách đi đường, người ta thấy cây nhà lá vườn là người ta thích ăn, nên là người ta ghé mua, mình ta bán tại nhà không cần đi bán ở chợ ở đâu.
Giống mận đỏ không hạt được người dân Nghĩa Hành tuyển chọn từ các tỉnh Nam Bộ đưa về trồng phân tán trên nhiều chân đất khác nhau. Theo bà con, mận đỏ không hạt là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc. Từ 3 đến 4 năm kể từ khi xuống giống, cây sẽ cho trái. Năm nay, mận đỏ được mùa, mỗi cây cho thu hoạch từ 250 đến 400 kg, trị giá từ 5 đến 8 triệu đồng một cây. Nhiều hộ nhờ đầu tư thâm canh mận đỏ không hạt theo hướng hàng hóa, thu về hàng chục triệu đồng. Thưa quý bà con, hiện nay cả nước đang diễn ra tình hình nắng hạn gay gắt. Với người nông dân thì việc sống chung với hạn đã không còn quá xa lạ. Vì vậy, kinh nghiệm ứng phó và chủ động trong sản xuất nông nghiệp cũng được nâng lên nhiều. Đơn cử như tại xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, vài năm trở lại đây, người dân đã chuyển đổi đất trồng gừng, trồng mía kém hiệu quả sang trồng dưa leo hay củ cải trắng. Với loại cây trồng này thì nhiều hộ dân trên địa bàn xã có nguồn thu nhập khá cao ngay trong mùa nắng hạn. Tuy nắng nóng kéo dài, nhưng rẫy dưa leo có diện tích hơn 5.000 m2 của ông Nguyễn Văn Lộc vẫn phát triển tốt và đang trong giai đoạn thu hoạch. Cách một ngày, ông Lộc thu hoạch một lần. Việc thu hoạch kéo dài liên tục trong suốt 40 đến 50 ngày thì kết thúc vụ. Năng suất dưa đạt khoảng 20 tấn với giá bán 5.000 đến 6.000 đồng một ký. Sau khi trừ chi phí, gia đình ông Lộc còn lời khoảng 40 triệu đồng. Nói chung ra thì nó cực nước. Nước mình phải tưới tiêu, nó ngày phải mình phải tưới nó đều đều. Mùa hạn mình trồng nó nặng hơn nhưng giá thành của mình nó lại cao hơn so với mùa mưa. Trồng rau màu trong mùa hạn mặc dù đem lại nhiều hiệu quả, nhưng ngành chuyên môn cũng cần có những khuyến cáo cụ thể để nông dân chọn loại rau màu phù hợp với điều kiện đất đai từng vùng. Nhất là phải chú ý đến nhu cầu thị trường, tránh tình trạng sản xuất tràn lan, cung vượt cầu khiến cho việc tiêu thụ gặp khó khăn, không đạt hiệu quả kinh tế như mong muốn. Ngoài ra, nông dân cũng cần nâng cao ý thức trong sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng đến các sản phẩm sạch, an toàn để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Liên tục chương trình, chuyên mục con số hôm nay, ngành nông nghiệp hướng đến mục tiêu gia tăng giá trị xuất khẩu các sản phẩm từ gia cầm. Chuyên mục chuyện nhà nông, huyện Di Linh hình thành một số vùng chăn nuôi bò sữa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mô hình nuôi bò rẻ giúp nhiều phụ nữ Rắc Lai thoát nghèo. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và nội dung tiếp theo mời quý bà con cùng đến với chuyên mục con số hôm nay 18,43 triệu đô la Mỹ. Đây là giá trị xuất khẩu các mặt hàng gia cầm của nước ta trong năm 2018. Con số này theo đánh giá vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng. Theo thống kê thì đến năm 2018, sản lượng thịt gia cầm hơi đạt trên 1,1 triệu tấn, trứng đạt trên 11 tỷ quả. Hiện nay thì nông dân chủ trại trên cả nước đang nuôi khoảng là 409 triệu con gia cầm, trong đó thì gà chiếm 77,5%, còn lại 22,5% là thủy cầm. Sản lượng trứng cũng gia tăng mạnh với tốc độ là 11,04%. Hiện gia cầm đang được chăn nuôi rộng rãi trên khắp cả nước. 3 năm trở lại đây, đã có một số doanh nghiệp tiên phong đưa sản phẩm chăn nuôi gia cầm của Việt Nam đi các nước. Giá trị xuất khẩu tăng trưởng liên tục. Nếu như trong năm 2016, kim ngạch xuất khẩu mới đạt trên 3,05 triệu đô la Mỹ, thì năm 2017 lên 5,58 triệu đô la Mỹ và năm 2018 đạt hơn 18 triệu đô la Mỹ. Hiện nay thì các sản phẩm mà doanh nghiệp Việt Nam đang chế biến xuất khẩu là trứng vịt tươi, trứng vịt muối luộc, lòng đỏ trứng vịt muối, thịt gà chế biến, trứng cút đóng lon, bột trứng, gà ác tiềm, vân vân. Mỗi năm, trung bình Việt Nam đang xuất khẩu từ 1,25 đến 1,5 triệu con gia cầm giống và khoảng 10 đến 15 triệu quả trứng vịt muối. Quý vị và bà con đang theo dõi 365 ngày chuyển động, chương trình chuyên tổng hợp thông tin, chuyên về nông nghiệp và nội dung tiếp theo mời quý bà con cùng đến với mục chuyện nhà nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất đáng quan tâm của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Quý bà con thân mến, từ nhiều năm qua, ở các xã vùng đồng bào Rắc Lai của huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, trong đó là có mô hình nuôi bò rẻ. Mô hình này đang được nhân rộng ở các cấp hội phụ nữ, giúp cho nhiều phụ nữ Rắc Lai có điều kiện làm ăn vươn lên thoát nghèo. Theo đó, khi giao bò cho các hộ nuôi rẻ, các hộ đều cam kết nuôi bò tốt hơn để bò đẻ bê con và làm chuồng kiên cố để giữ bò không bị trộm. Bò đẻ bê con đầu tiên gia đình người nuôi được hưởng, còn bê thứ hai thuộc về chủ bò cho nuôi rẻ. Nhiều gia đình cam kết nuôi rẻ lên đến 10 năm. Gia đình chị Phi Năng Thị Phượng ở xã Phước Tiến, huyện Bắc Ái đã nhận nuôi rẻ 6 con bò từ 5 năm nay và làm lợi cho gia đình chị hiện có 8 con bò lớn nhỏ. Chị cho biết mỗi con trung bình bán 8 triệu đồng, gia đình chị có vốn cả chục triệu đồng. Lúc đầu là người ta cho chị nuôi rẻ là 6 con, rồi người ta trả cho chị là 3 con.
bắt từ ba con chị nuôi rẻ, chị nuôi, chị không nuôi rẻ nữa, chị bây giờ là chị nuôi con bò chị rồi đó, ba con đó cho đến bây giờ vươn lên được 5 con. Bà con ở đây rất là nhiều người nghèo, nhưng mà người ta cũng nhờ có nuôi rẻ, rồi người ta lấy su bún đó là người ta nuôi lại để cho nó đẻ sinh sản, để có con bò nuôi. Cái hướng của các chị em là giúp được cái chị nào nghèo á để mà vươn lên á, thì các chị cũng từ cái tinh thần đó nên là các chị cũng vượt khó để mà chăm sóc cái đàn bò của mình, để mà nhân rộng mà chia sẻ cho các chị khác tại địa phương. Mô hình nuôi bò rẻ của Hội Phụ Nữ huyện Bắc Ái đang triển khai nhân rộng là một trong những mô hình trong phong trào xây dựng gia đình 5-0, 3-sạch và phụ nữ giúp nhau làm kinh tế. Đây là mô hình hiệu quả giúp phụ nữ rắc lai thoát nghèo bền vững. Cũng là câu chuyện về con bò, thưa quý bà con, tại huyện Di Linh trong thời gian qua đã hình thành một số vùng chăn nuôi bò sữa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhận thấy loại vật nuôi này phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương, Ủy ban Nhân dân huyện Di Linh cũng đã có chủ trương nhân rộng các mô hình bò sữa tại các địa bàn thuận lợi. Vì vậy đã phát triển mạnh kinh tế hộ gia đình, ngay cả những địa bàn trước đây chỉ độc canh cây cà phê. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến xã Liên Đầm, huyện Di Linh để tìm hiểu câu chuyện này. Gia đình anh Nguyễn Trung Hiền ở xã Liên Đầm, huyện Di Linh trước đây chỉ biết trồng cà phê, nhưng vài năm gần đây, khi hiệu quả kinh tế loại cây trồng này xuống thấp, anh đã rất trăn trở và quyết định phá bỏ 5.000 m2 cà phê sang trồng cỏ và làm trang trại nuôi bò. Giá trung bình mỗi con bò sữa giống khoảng 50 triệu đồng là khoản tiền không nhỏ đối với gia đình anh, nhưng bằng nguồn vốn tự có và vay mượn thêm, hiện nay anh Hiền đang sở hữu đàn bò 7 con. Nhờ chăm sóc tốt nên đang cho sản lượng sữa 130 lít mỗi ngày. Với giá bán ổn định 14.000 đồng một lít đã cho gia đình anh Hiền nguồn thu nhập cao và ổn định. Tin nói chung cái gì 15 đâu không bỡ ngỡ cả, khó khăn cả, nhưng mà làm từ từ thì phải quen. Thì thứ nhất là học ở trên mạng, hay là học những người nuôi trước. Bây vừa rồi có đi tập huấn của huyện rồi, huyện cho mở được tập huấn. Làm ăn được thì muốn mở rộng thêm thì nó có lợi nhuận cao lên thôi. Sức lan tỏa của phong trào chăn nuôi bò sữa ở Liên Đầm đã trở thành động lực để các nông hộ, dù điều kiện kinh tế còn khó khăn, cũng vươn lên, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế. Điển hình như hai vợ chồng người đồng bào dân tộc thiểu số, anh Cờ Ginh, mặc dù chưa từng biết đến phương thức chăn nuôi bò sữa và đồng vốn ít ỏi có được, anh đã vay mượn thêm, quyết tâm vực dậy kinh tế của gia đình với bước khởi đầu 6 con bò sữa. Niềm vui đã đến với gia đình anh khi đàn bò phát triển khỏe mạnh, lượng sữa ổn định. Cái nguồn vốn thì cũng hơi ít ỏi, thì nhà nước vậy thôi cho là bữa trước là vay vốn ngân hàng phát triển nông nghiệp là có 3 con, rồi sau đó tiếp là vay vốn của hội nông dân nữa là mua thêm 1 con nữa. Nhưng mà bước đầu thì rất là khó khăn, thì nhiều lần đi học hỏi với anh chị các chú rồi cũng hiện nay là cũng tạm ổn rồi. Phong trào phát triển bò sữa tại xã Liên Đầm mới bắt đầu khoảng 1 năm nay. Đến nay, toàn xã đã có 6 nông hộ với tổng đàn bò trên 50 con và đang trên đà phát triển, nhân rộng. Các nông hộ chăn nuôi bò sữa đều có hợp đồng bao tiêu sản phẩm của đơn vị thu mua với giá cao nên bà con rất yên tâm sản xuất. Đề án chăn nuôi bò sữa thì nó rất là phù hợp với lại điều kiện tại địa phương. Đây là những cái mô hình phát triển kinh tế phù hợp và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Bò sữa là loại hình chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao nhưng cũng cần vốn đầu tư lớn. Đây là loại vật nuôi mới đối với một số nông hộ nên trước khi quyết định đầu tư chăn nuôi bò sữa, các nông hộ nên cân nhắc kỹ lưỡng nhằm có giải pháp phát triển phù hợp với điều kiện sản xuất gia đình mình, đặc biệt là phải có đầu ra ổn định. Thưa quý bà con, bên cạnh sự chủ động từ các nông hộ, chính quyền và ngành chức năng địa phương cần theo dõi sát sao sự phát triển của đàn bò sữa để hỗ trợ nông dân trong quá trình tìm kiếm nguồn giống chất lượng, kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, đảm bảo nguồn thức ăn và cả thị trường thu mua sữa, tránh tăng đàn ồ ạt khó kiểm soát. Có như vậy, chăn nuôi bò sữa mới có thể phát triển bền vững. Nội dung đáng chú ý vừa rồi của Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin về cho chương trình, xin vui lòng gửi email về địa chỉ 365ngaychuyendonglTV@gmail.com hoặc gửi điện thoại về số 026 33829930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.